Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nên chữ là nơi sinh hoạt ngoài trời, những người thư giãn, vui chơi giải trí, tập luyện thể dục, và là nơi tái tạo lại sức lao động sau một ngày làm việc nhằm phục vụ công cộng, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, để công tác quản lý nhà nước tại bãi biển Bình Sơn Ninh Chữ ngày càng hiệu quả và khuyến khích toàn xã hội tham gia bảo vệ giữ gìn không gian hạ tầng kỹ thuật, an ninh trật tự đúng theo nội quy quy định và sử dụng đúng chức năng. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Chanh đã ký quyết định số 3923 về việc ban hành quy chế quản lý bãi biển Bình Sơn Ninh Chữ, thành phố Phan Văn Chanh nhằm đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan các hành vi vi phạm nội quy quy định tại bãi biển, nghiêm cấm sử dụng công nghệ nước có thẩm quyền cho phép. Nếu có khi đến gần bãi biển phải giảm tốc độ, không gây ảnh hưởng đến khách.
bên công ty được sự hướng dẫn của khu vực nhà hàng.